Theo kế hoạch, trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, huyện Vân Đồn sẽ tiêm trên 1.400 mũi vaccine tăng cường phòng COVID-19 cho nhân viên y tế tuyến đầu, thành viên ban chỉ đạo chống dịch của địa phương. Công tác tiêm chủng đảm bảo nghiêm ngặt, quy trình các bước theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó đặc biệt chú trọng an toàn tiêm chủng. Cảm thấy rất là vui mừng, tự hào và phấn khởi khi được tiêm mũi vaccine thứ 3 này. Với mũi vaccine này thì chúng tôi cũng rất là sẵn sàng để tiếp tục tham gia công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và đồng thời tham gia vào phòng chống dịch ở tuyến đầu. Từ cái việc đi tiêm ngày hôm nay thì tôi sẽ là cái cơ sở để về vận động nhân dân tích cực hưởng ứng để đi tiêm mũi 3 để phòng bệnh cho chính bản thân mình và cho cả toàn xã hội. Sau khi được tiêm thì tôi thấy là rất tự tin và tham gia vào công tác phòng chống dịch ở trên địa bàn của xã. Được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác phòng dịch trong quá trình tiêm chủng được đặt lên hàng đầu. 100% nhân viên y tế thực hiện tiêm chủng được test nhanh trước khi làm nhiệm vụ. Người đến tiêm phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, sàng lọc nhanh từ cổng. Các đơn vị được phân chia thành nhiều khung giờ để tránh ùn tắc. Công tác phòng chống dịch trong buổi tiêm ngày hôm nay thì tôi thấy là rất là tốt và mọi người thực hiện giãn cách. Trước mắt, huyện Vân Đồn sẽ tiêm xong mũi tăng cường cho thành viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Sau đó sẽ tiêm cho các trường hợp suy giảm miễn dịch. Chúng tôi cũng đã lập danh sách và xây dựng một cái kế hoạch cụ thể cho những cái đối tượng mà tiêm mũi bổ sung. Thí dụ như là những người giai đoạn cuối ung thư, những người mắc HIV/AIDS và những người có thể là mắc cái bệnh ghép tạng một số trong cái quy định. Thì chúng tôi đã có danh sách và ngay sau đợt tiêm này chúng tôi sẽ tổ chức tiêm cho các đối tượng đó. Cùng với Vân Đồn, trong ngày hôm nay, các địa phương Cô Tô, Ba Chẽ, Đông Triều, Đầm Hà, Móng Cái cũng tiêm mũi tăng cường cho các lực lượng tuyến đầu. Trong ngày mai, các địa phương còn lại cũng bắt đầu đợt tiêm chủng mũi 3 mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19.